Nếu nói riêng về ngành y đa khoa thì chúng tôi cũng xin phép chia sẻ tình hình chúng tôi tuyển sinh ngành y đa khoa trong mấy năm vừa rồi. Duy nhất có năm ngoái là chúng tôi gọi và 100% số em vào nhập học. Còn tất cả các năm đều có bị ảo. Năm nay đối với ngành y đa khoa chúng tôi ảo 10%. Nhưng trở lại lịch sử cách đây vài năm thì có những lúc chúng tôi ảo đến tận 28,9% như năm 2011. Năm 2010 chúng tôi bị ảo mất 21,5%. Vài năm sau đó thì mức độ ảo nó ổn định. Ví dụ 2014 là 5,4%, 2013 là 6,7% và 2012 là 6,7%. Như vậy chúng ta phải xác định rằng khi tuyển sinh hầu như bao giờ cũng có một cái tỷ lệ lớn, ít hoặc nhiều là chúng ta gọi mà các em không vào vì các lý do khác nhau. Năm nay nó là 10%. Và nếu so với trong vòng từ 2010 trở lại đây thì con số đó hoàn toàn nằm ở trong cái giới hạn mà chúng tôi thấy là nó không có gì là ghê gớm cả. Đấy là riêng với ngành bác sĩ y đa khoa. Còn có những ngành khác ảo là vô cùng nhiều. Tôi nói ví dụ ngành y tế công cộng của trường chúng tôi, có những năm chúng tôi gọi 5 em, chỉ có 1 em vào học, 4 em không vào. Tức là đến 80% là ảo. Vâng, thì ngành đó ảo còn nhiều hơn rất nhiều. Một cái ngành mà mọi người tưởng là không bao giờ chúng tôi ảo, thì hôm nay chúng tôi cũng nói rõ là qua mấy năm vừa rồi nó, tình hình diễn biến nó ảo như thế. Duy nhất có năm ngoái là không bị ảo một em nào, gọi bao nhiêu gần như đúng gần như số lượng em vào. Và năm ngoái nói chung cả trường chúng tôi ảo có 5,7%. Còn có những năm chúng tôi ảo ở mức độ lớn hơn rất nhiều. Ví dụ có năm chúng tôi ảo đến 33%, có năm chúng tôi ảo đến 49%. Tôi gọi hai người, tất cả toàn trường gọi hai chỉ được vào học có một thôi. Thế còn năm nay thì đấy chúng tôi gọi đợt một xong thì là 71% vào trường, 29% không vào trường. Nói chung là trừ cái kỳ thi tuyển sinh năm ngoái, còn lại tất cả các năm bao giờ nó cũng ảo và dao động trong những con số như vậy, chứ cũng không có gì là quá bất thường. Và năm nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã dự phòng cái chuyện đó, cho nên là cho gọi nguyện vọng 2, và cũng lần đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo cho chúng tôi thêm một cái công cụ nữa là nguyện vọng 2. Khi gọi nguyện vọng 2 bổ sung cho đợt 1 thì chúng tôi có quyền được thay đổi điểm chuẩn. Đấy là điều chưa bao giờ xảy ra trong tuyển sinh đại học của chúng ta.